liên quan tới đoạn clip một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng liên tục có những lời nói lăng mạ xúc phạm đến người đàn ông mặc áo ba lỗ xanh đồng thời người này còn liên tục tự nhận mình là trưởng công an phường bãi cháy đòi tấn công người đàn ông kia tuy nhiên thấy người đàn ông áo trắng có biểu hiện say xỉn nên đối phương chỉ tránh né chứ không tấn công lại ngay sau đó công an thành phố hạ long quảng ninh đã tiến hành xác minh đoạn clip trên vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh hai chiếc xe ô tô đối đầu nhau, nghi là va chạm tại thành phố Hạ Long xuất hiện trong clip là hình ảnh một người đàn ông mặc quần đen áo trắng có biểu hiện không tỉnh táo liên tục chỉ tay văng tục đòi tấn công người đàn ông mặc áo bà lỗ xanh không những vậy còn luôn miệng tự xưng mình là trưởng công an phường bãi cháy về phía người đàn ông áo xanh phát hiện đối tượng phương say xỉn nên anh ta chỉ tránh né khi người đàn ông nhào tới chứ không có hành động đáp trả những người đứng xung quanh cũng có lời khuyên người đàn ông áo trắng tuy nhiên không có tác dụng người đàn ông bị tấn công liên tục nói rằng tao không đánh nhau với mày nhưng vẫn bị người đàn ông áo trắng đi theo gây sự chưa dừng lại ở đó người này còn đòi bắt đối phương lên công an để giải quyết lãnh đạo thành phố hạ long cho biết đã nhận được thông tin vụ việc hiện các cơ quan chức năng đang xác minh người tự xưng là trưởng công an phường bãi cháy trong clip ngay sau khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra bất bình trước hành động của người đàn ông áo trắng, không biết người này có phải trưởng công an phường thật hay không. Tuy nhiên thì hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu bia và lăng mạ tấn công người khác, vị trưởng công an này xứng đáng nhận được hình phạt thích đáng từ pháp luật.